Chào các bạn, mình tên là Hiếu, founder của lớp học thầy Hiếu. Thì hôm nay mình sẽ recommend cho các bạn thêm một quyển sách ngữ pháp nữa để chúng ta tăng được cái điểm ngữ pháp trong IELTS writing nói riêng, cũng như là tăng được ngữ pháp trong tiếng Anh nói chung. Đây là một quyển sách ngữ pháp bán chạy nhất thế giới. Quyển sách này được biên soạn bởi nhà xuất bản Cambridge. Và cái tên của cái quyển sách này đó là English Grammar in Use, trình độ đó là Intermediate Learners of English, tái bản lần thứ tư. Và trong quyển sách này, nó có khoảng, nó nhiều hơn cái quyển sách nâng cao, nó có khoảng 145 unit. Thì nó sẽ bao gồm hết tất cả những các điểm ngữ pháp, như là mình đều quan hệ, câu đơn, câu phức gì, nó có đầy đủ hết. Chi tiết hướng dẫn về cách dùng. Thì cái quyển này các bạn có thể mua tại nhà sách Fahasa, hoặc là các bạn có thể lên Tiki, hoặc là lên Google gõ cái tên của quyển sách đó là English Grammar in Use. Thì cái này nó có tới 3 quyển luôn ha. Quyển nâng cao hôm bữa là cái quyển này nè, cái quyển mà mình recommend. Đối với những các bạn mà học IELTS thì các bạn nên dùng quyển này và quyển này. Đây, hai quyển này là hai quyển mà chúng ta sẽ tăng được cái điểm ngữ pháp lên từ 6.5 trở lên. Và hướng dẫn chi tiết về cái cách dùng là các dạng, các loại câu phức như là because, in at, although, even though gì đó vân vân, mình đều quan hệ. Ok, đó là hai quyển sách mà mình chia sẻ. Thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được cho mình một cái nguồn tài liệu tự học tốt nhất về ngữ pháp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình.